Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thắt nơ đơn giản cho bó hoa. Sắp lễ mùng 8 tháng 3 rồi, chắc sẽ nhiều bạn sẽ cần những cách thắt nơ để cột cho bó hoa. Thì mình cũng đã từng hướng dẫn các bạn cách thắt nơ, nhưng mà dạng đấy là nơ tủ cầu. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thắt nơ cánh bướm. Đây là những chiếc nơ mình đã thắt sẵn, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bây giờ các bạn cùng làm theo mình nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình cuộn truy băng. Màu thì các bạn có thể từ chọn. Hiện tại mình có hai màu ở đây sẵn thì mình sẽ dùng hai màu này. Trước tiên các bạn kéo ra cho mình một đoạn ruy băng. Và thường ruy băng lụa này thì có hai mặt, một mặt bóng và một mặt nhám hơn. Thì các bạn lật mặt nhám lên nhé. Xong các bạn bóp gập vào, gập nhỏ vào. Đấy, các bạn gập lại. Các bạn để hơi xéo một tí. Kích thước của cánh nơ thì tùy các bạn. Nếu bó to thì các bạn có thể làm cánh nơ ra to hơn, mà còn bó nhỏ các bạn có thể đẩy vào nhỏ hơn nhé. Rồi, các bạn đặt lên. Cũng dùng tay các bạn cho nhỏ vào. Sau đấy các bạn dùng tay xoáy lại. Mục đích của việc này là để cho mặt bóng nơ ra ngoài đấy. Tiếp tục các bạn thử lên. Các bạn có thể cắn sao cho cánh nơ bên này và cánh bên này đều bằng nhau nhé. Các bạn cũng dùng tay và tiếp tục đặt ngón cái giữa nơ và xoắn lại. Các bạn dùng ngón tay đẩy để tạo độ cấn của cánh nơ. Và tiếp tục cách bạn cũng dùng cánh nơ lại, dùng ở điểm giữa lại. Và tiếp tục các bạn dùng xoắn lại. Cánh nơ thì tùy thuộc các bạn nhé. Nếu các bạn muốn làm nhiều cánh thì các bạn có thể làm nhiều hơn. Còn làm 3 cánh, 4 cánh hay 5 cánh thì tùy thuộc các bạn nhé.
thấy như vậy là cánh của mình đã được bốn cánh. Và các bạn, tạo một vòng để làm điểm cánh dài cho nó. Dùng kéo và dùng một đoạn nữa nếu các bạn muốn sai để tạo thành nước có cành hơn thì các bạn cắt, còn không thì mình chỉ cắt mỗi đoạn để cột vào vỏ hoa. Các bạn thắt chặt lại. Các bạn có thể thắt một hoặc hai lần tùy được. Hãy dải giấy này là để cột vào bó hoa. Còn ở đây là mình làm lưới nho nhé. Các bạn có thể cắt theo hình đuôi cá hay là cắt xẻo đều được. Mình sẽ cắt xẻo nhé. Các bạn bình thường mình cứ để so le đuôi nơ nhìn sẽ đẹp hơn. Sau đây các bạn có thể chỉnh sửa lại. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn có thể làm nước với hai màu vi băng nhé. Đối với hai màu vi băng thì các bạn cũng có thể sử dụng cũng làm tương tự như mỗi một màu thôi, nhưng các bạn có thể trồng lên nhé. Nếu các bạn muốn màu trắng ra ngoài thì mình để lớp trắng ở ngoài, và đương nhiên là cũng để màu lớp bóng ra ngoài các bạn nhé. Bây giờ các bạn làm tương tự như đối trước mình đã làm. Các bạn có thể sử dụng hai loại ruy băng, loại nhỏ và loại to như vậy thì nhìn sẽ cân đối và đẹp hơn. Còn mình thì mình sử dụng cùng một kích thước. Như vậy là các bạn cũng có thể bung ra là cũng thành được, tạo được đẹp.
làm một phần để tạo quên nữa. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong nó giải nữa. Còn cái này thì chúng ta cũng để cột cả bó thôi. Vậy là mình đã hoàn thành xong hai cách cột nữ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và like. Và nhớ chia sẻ kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.